Hello, xin chào tất cả các bạn, các em học sinh. Các em học sinh lớp 8 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 2, các phép tính với đa thức nhiều biến trong sách giáo khoa toán lớp 8 cánh diều nha các em. Thì ta có phép tính tức là cộng trừ nhân chia nha các em. Ví dụ cộng hai đa thức này. Cộng hai đa thức này thì mình làm sao? Mình sẽ cộng này b cộng quy đây, b cộng quy đây, b là nguyên cái này, quy là đây, cái này người ta cộng vào đây là cái mặt nó phía trước nó không vuông nha, bỏ ra giữ nguyên em. Rồi tới đây mình sẽ cộng này, x bên cộng x bên nè. Đó. Nhưng mà x bình cộng x bình là ra 2x y bình nè, phải không? Rồi cộng xy với trừ xy nè. Là hết. Tiếp tục. Tới không y bình và y bình đây. Thì ra 2 y bình. Rồi. Rồi qua ví dụ 1. B cộng quy. Thì làm cho nhanh luôn nè. B cộng quy là x mũ 3 cộng x mũ 3 là 2x mũ 3. Thấy không? 3x bình phương. 3x bình phương y với trừ 3x bình phương y là hết. Tiếp tục 3x y bình với 3x bình là 6x y bình. Tới ông cộng y3 và trừ y3 là mất luôn, bỏ luôn. Về đáp số của mình là 2x y bình. 2x mũ 3 cộng 6x y bình. Còn cái phần này các em muốn xem thêm thì các em xem trong sách nha. Chẳng qua khai triển thôi. Đây tổng cái này. Tổng cái này thì mình sẽ cộng lại là ngay là mắc nè. Như vậy cuối cùng là n cộng n thôi không mấy. Thì bằng 2x mũ 3. Đúng không? Cộng lại là mất đi là 2x mũ 3. Bác Quỳnh muốn sơn bề mặt của hai khối gỗ có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước như ở hình 2. Chiều dài là 2y này, chiều cao là x, chiều ngang là z. Viết biểu thức biểu thị tổng diện tích bề mặt của hai khối gỗ mà Bắc Quỳnh phải sơn. Như vậy mình đây có 6 mặt, các em bên đây một mặt phía sau, một mặt phía trên, mặt dưới mặt. Tức là nói chung là có 3 cặp mặt. Có 3 cặp mặt. Diện tích của khối hình chữ nhật thứ nhất là hình hộp chữ nhật thứ nhất là có số 2 này. Hai nè, mặt phía trước là x nhân 2y nè, mặt bên này là z, mặt ở trên là mặt ở trên là 2y nhân cho z, mặt ở trên là 2y nhân cho z này. Còn mặt bên hông nên là x nhân z này, đó. Thì mình nhân vào đây là 2xy nhân 2 là thành ra 4xy. Đây 2yz nhân 2 là 4yz. Đây zx là xz nhân 2 là 2xz. Còn hình hộp thứ hai thì nó sẽ mấy đây? Đây là 3z. Đây là 2x. Đây là 3z nè. Đây là 2y. Như vậy bằng 2 lần là 2x nhân 2y. 2x nhân y là cái mặt trước này. Nhân 2 tại vì nó có hai mặt sau nữa. Rồi 2y nhân cho 3z.
2y nhân 3y đây. Y nhân 3y cho mình. Và 3z nhân 2x bằng nhân 2x đây. Được chưa? 2x nhân 3z tặng 2x nhân 3y là ở phía trước này. Nhưng mà đây mình có là 4 nè. Đúng không? Mình có này là 4 nè, 2 nhân 2 là 4, 4 nhân 2 là 8 nè. 8xy nè. Đây là y dế 2 nhân 3 là 6, 6 nhân 2 là 12 y dế nè. Ở đây 3 nhân 2 là 6, 6 dế x với 6 là 12 dế x nè. Đó. Đa thức biểu thị tổng diện tích bề mặt của hai khối gỗ là Bắc Quỳnh, mà Bắc Quỳnh phải sơn là. Thì mình lấy hai cái đa thức này mình cộng lại. Mình cộng lại nha các em, mình cộng lại nè. Đó. Và cộng cho bên ở dưới này. Đây. Đó, thầy nói cho nhanh luôn nè, 4xy nè. 4xy cộng cho 8xy nè, rồi ra 12xy nè, thấy không? Rồi là 4yz nè. Cộng với 12yz nè, là 16yz nè. Và 2zx cộng 12zx là 14zx. Còn cái phần này là cái phần cái phần khai triển các em. Gì? Các em đọc sách cho nha. Đọc sách trong này có rồi. Khai triển đó thôi. Còn chủ chốt là cộng là nó ra nè. Nó ra như vậy. Nghe thành nói lại nha. 4xy cộng 4xy nè. Đó rồi. 4xy nè. Cộng 8xy nè. Ra 12xy nè. 4yz cộng 12yz là 16yz. 2xyz cộng 12yz là 14yz. Đó. Đó là cộng hai đa thức. Trừ hai đa thức, người ta làm sao? Lấy b nè. Trừ cho quy. Muốn lấy b trừ quy thì ta cũng làm giống thức cộng đó em, nhưng mà chỗ này là nó có dấu trừ nên ta đạo dấu thôi. Đây là phía trước là dấu cộng nên ta bỏ ra giữ nguyên nè. Nhưng phía đây là mình phải làm mình để ý. Đây là trừ x bình. Và đây là trừ x bình, thấy không? Đây là cộng 2xy. Cộng 2xy. Và đây là trừ y bình. Trừ y bình đây. Rồi. Cái x với cái x này đây gom lại chỗ. X bình này nó gom lại chỗ. 2xy. Cái 2xy này sẽ gom lại chỗ đây. Còn lại cái y bình này và cái trừ y bình này sẽ gom lại đây. X bình trừ x bình, 1 trừ 1 hết. 2xy cộng 2y là 4xy. Y bình trừ y bình là hết. Như vậy đáp số là 4xy. Đã qua phần ví dụ 3. Tính A trừ B nè. A là đây. Ở đây các bạn. B đây. Trừ B đây. Như vậy cái đây là phía trước dấu dương nên bỏ xuống là ta giữ nguyên. Ở đây ta nhân cái dấu trừ là trừ 2x bình. Và đây sẽ là cộng y bình, thấy không? Rồi ta gom những cái nào nó giống nhau nó lại. X bình nè. Trừ 2x bình này vô đây nè, đó. Rồi. Cộng y bình nè. Cộng y bình. Dưới đây. X trừ 1 trừ 2 là trừ 1. Như vậy ra trừ x bình. Tiếp tới trừ hết y cộng y bình là 1 cộng 1 là 2, 2 y bình. A trừ C thì cũng vậy thôi. A trừ C thì ta đưa cái A này vô đây. A này trừ cái C này thì A giữ nguyên này, nhưng mà cái C này ta đảo dấu nè, trừ x bình nè.
Ở đây trừ với trừ thành cộng nè, cộng 3xy nè, đó. Rồi tao gom mấy cái đơn thức đồng dạng lại với nhau. Đây. 2x trừ 2xy này với 3xy này cộng lại. Đó. X trừ x bình trừ x bình hết, trừ 2y cộng 3y là ra rồi 1y này. Còn lại y bình. Qua nhân hai đa thức, nhân hai đa thức. Thì mình nhân là mình nhân cái số này. 3 nhân 8. Rồi cái x bình với x mũ 4 này. 3 nhân 8 24, x mũ 2 này. Là 2 cộng cho 4 này. Ra x mũ 6. Tôi qua ví dụ 4. Tính tích này. Tính tích này phải không? 3 nhân 8 24 này. Đó. X bình nhân x mũ 4 này là x mũ 6 đúng không? Và y mũ 3 nhân y mũ 6 là y mũ 9. Đó, 3 mũ 6 là 9. Còn đây 3 nhân 9 là 27. X bình với x mũ 3 là x mũ 5. Y mũ 3 với y mũ 3 là y mũ 6. Z với z mũ 2 là z mũ 3. Đó. Ta qua nhân đơn thức với đa thức. Thì ta nhân phân phối thôi em. Nhân bằng này. Là 11x mũ 5. Nên là trừ 11 x mũ 4. Đó. Ở đây là cộng 11 x mũ 3. Đó, xong. Qua ví dụ 5. Tính tích tích tay gan người ta tên nhân vào này. Đó, x thành x bình phương y bình phương, đây là x y mũ 3, đây là x mũ 2 y mũ 3. Đó, thấy chưa, xong nhanh không? Câu này 6 nhân trừ 1 phần 3 là trừ 2, trừ 2 x mũ 4 y, trừ 2 x mũ 4 y, trừ 3, trừ 1 phần 3 nhân trừ 9 là ra 3, 3x bình y bình, 3 nhân trừ 1 phần 3 là trừ 1, trừ 1x y mũ 4 là trừ x y mũ 4. Đây mình nhân vào thì sẽ là 8 nhân trừ 1 phần 4 là ra trừ 4, x mũ 2 nhân x là x mũ 3 y nè, trừ 5 phần 2, trừ 5 nhân 1 phần trừ 1 2 là 5 phần 2, x bình y bình. Đó. Rồi đây trừ 2 nhân cho trừ 1 là trừ trừ x y mũ 3. X y mũ 3 nha. Rồi. Ta qua nhân hai đa thức. Nhân hai đa thức thì mình cũng nhân phân phối rồi các em. X nhân x bình heo là x mũ 3 này. X nhân cho trừ x là trừ x bình này. X nhân ra 1 là ra x này. Rồi 1 nhân x bình là ra x bình này. Rồi 1 nhân cho trừ x là trừ x này. 1 nhân 1 là ra 1 này. Đó. Rồi cái x với cái trừ x này là x với trừ x ta bỏ. Trừ x bình với trừ x bình với x bình là bỏ luôn. Còn x mũ 3, x mũ 3 cộng 1 ha, bằng x mũ 3 cộng 1. Đó là nhân hai đa thức. Nhân hai đa thức nha các em, bài số 3.
Rồi tập bao ví dụ 6. Ví dụ 6 này các em. Nhân cho nhân nè. X nhân x là x bình nè. X nhân y là cộng x y nè. Đây các em. Rồi y nhân x là cộng y x nè. Rồi y nhân y là y bình nè. X y với cộng y là 2 x y nè. Đó. Rồi câu B. X nhân x là x bình nè. X nhân trừ y là trừ x y nè. Y nhân x là ra y x nè. Y nhân trừ y là trừ y bình. Trừ x y với y là mất. Còn là x bình trừ y bình. Đây mình nhân vào thì x nhân x là x bình. X nhân cho trừ y là trừ x y. Trừ y nhân x là trừ y. Trừ y nhân trừ y là y bình phương trừ nhân trừ bình cộng. Trừ x y với trừ x y là trừ 2 x y. Ta hạ x bình và y bình xuống. Cho qua ví dụ 7. Mảnh vuông có dạng hình chữ nhật với độ dài hai cạnh là 2x cộng y và 2x trừ y. Viết đa thức biểu thị diện tích mảnh vuông hướng về y. Thì mảnh vuông thì mình lấy chiều dài nhân chiều rộng thôi em. Đây nè. Ta có làm này. Lấy cộng y nhân lấy trừ y nè. Mà ta nhân vào. Đây là 4 x bình nè. Trừ 2 x y nè. Rồi cộng 2 x y nè. Rồi trừ y bình nè. 2 x y với trừ 2 nè bỏ. Còn 4 x bình trừ y bình. Với x bằng 3 y bằng 2 thì ta thế thì ta sẽ được là 32. Ta qua phần chia đa thức cho đơn thức. Đây là chia đơn thức cho đơn. Đây là phép nhân này. 9 x 2 là 18. X mũ 5 nhân x mũ 4 là bằng x mũ 9. Và y mũ 4 nhân y mũ 2 là y mũ 6. Thì 18 x mũ 9 y mũ 5 sẽ bằng 9 x mũ 5 y mũ 4 nhân 2 x mũ 4 y mũ 2. Thì ta nói là 18 x mũ 9 y mũ 6 chia cho 9 x mũ 5 y mũ 4 sẽ bằng 2 x mũ 4 y mũ 2. Ta sẽ nắm được công thức này các em. X mũ m chia x mũ n sẽ bằng x mũ m trừ n. X mũ m chia x mũ m là bằng 1. Ví dụ trong phép chia này 16 x mũ 4 y mũ 5 x mũ 6 chia cho 8 x mũ 3 y mũ 2. Đây 16 chia 8 được 2 này đúng không? X mũ 4 với x mũ 3 này là lấy 4 chữ 3 là 1 là x này. Tới y mũ 5 nè, y mũ 2 5 trừ 2 còn 3 này. Còn lại z mũ 6 mình nằm bên đây. Phép chia hết một đa thức cho một đơn thức. Thì ta có 3 x y nhân x cộng y là bằng 3 x bình y cộng 3 x y bình. Thì 3 x bình y cộng 3 x y bình chia cho 3 x y ra là x cộng y. À, được chưa? Ta qua bằng ví dụ 9. Tìm thương trong phép chia. Chia này các em. Chia cho cái này. Người ta lấy từng số hạng này ta chia nè. 15 chia 5 được 3 này thấy không? X mũ 3 chia x mũ 2 được x, y mũ 2 chia y mũ 2 hết. Cái tới số này. Trừ 20 chia 5 được trừ 4 nè. Rồi x mũ 2 hết nè. Y mũ 3 chia y mũ 2 được y nè, đó. Tới 25 nè, 25 chia 5 được 5 là thấy không? X mũ 4 chia x mũ 2 được x mũ 2, y mũ 2 4 chia y mũ 2 được y mũ 2.
Bài số hoạt động 7. Động 7 này mình chia ra 12 x 3 y 3 từ 6 x 4 y 3 cộng 21 x 3 y 4 chia cho 3 x 3 y 3 nó sẽ bằng 12 chia 3 được 4 x 3 x 3 hết. Tiếp tới 6 trừ 6 chia 2 3 được trừ 2 x 4 chia x 3 rồi x y 3 chia y 3 hết. 51 chia 3 được 7 x 3 hết y là bằng 4 trừ 2 cộng cho 7 y 7 trong phép thương chia. Vậy thương trong phép chia là này, cái đây là người ta kết luận cái câu trên thôi. Hôm qua còn bài tập thực hiện phép tính, thực hiện phép tính này sẽ nhân phân phối vô thôi, nhân phân phối vô nha, trừ nhân trừ thành cộng, như vậy nó sẽ bằng này. 2 x nhân x mũ 2 là x mũ 3, y nhân y là y mũ 2, rồi trừ nhân cộng là trừ, trừ 3 x bình y bình, trừ nhân trừ thành cộng 7 x bình y. Câu C này mình nhân vào thì nó sẽ ra mấy đây, x mũ 3 nè, rồi cộng 2 x bình y nè, rồi cộng cho x y bình nè, rồi qua đây là cộng cho x bình y nè, cộng 2 x y bình nè, cộng y mũ 3 nè, như vậy nó sẽ bằng là mấy đây, x mũ 3 2 x bình y, đây 1 x bình y là 3 x bình y, x y bình với 2 x y bình là 3 x y bình, cộng cho y mũ 3. Câu B, của B mình nhân vô em trừ 0,3 nhân 1 phần 6 là trừ 1 phần, đây là 3 phần 10 nè, 3 phần 10 là được 1 phần 20 x mũ 4 y mũ 3 cái tịch nhắn này là trừ 1 phần 15 x mũ 3 y mũ 3 thế này là cộng 1 phần 6 x bình y bình. Câu D này, đây là x mũ 3 trừ 2 x bình y cộng x y bình trừ x bình y cộng 2 x y bình trừ y mũ 3 bằng x mũ 3 trừ 2 x bình y trừ x bình y là trừ 3 x bình y x y bình, 2 y bình là cộng 3 x y bình và trừ cho y mũ 3 luôn. Rồi ta sang bài số 2.
thực hiện phép tính. Ba mươi chín chia cho 13 là được 3. X mũ 5 chia x mũ 2 là x mũ 3. Y mũ 7 chia là y mũ 6. Bài này các em, 1 mà chia 1 phần 2 là được 2. X bình chia là x, như vậy 2x. 1 phần 6 mà chia cho 1 phần 2 là ra 1 phần 3. X bình phương, y bình, y bình hết. Này chia này là trừ 2. X mũ 4, y mũ 2. Rồi tôi qua bài số 3. Rút gọn biểu thức. Này mình cũng phải nhân vô nha. Nhân vào. Phải làm trên này cho nên tôi nói dài. X mũ 3 nè, cộng x mũ 2 y nè, cộng x y mũ 2 nè, trừ x bình y nè, trừ x y bình nè, trừ y mũ 3 nè, x mũ 3, bình y, bình y hết, x y bình hết, còn lại trừ y mũ 3. Qua bên đây, x nhân x nữa bằng x mũ 3. Trừ x bình y cộng x y bình cộng x bình y trừ x y bình cộng y mũ 3 trừ x y và cộng này còn mất đi. Rồi cái này mất đi. Như vậy nó bằng x mũ 3 bằng y mũ 3. Rồi tôi qua bài, tôi qua bài tập khá dài các em. Bài này các em tôi cũng nhân tương tự các em, là nó ra nó bằng trừ 6 y trừ 1. Bằng cái bài này nhân tương tự nó sẽ ra số 0 nha, ra số 0. Phần bài đây thì P này sẽ bằng bao nhiêu đây? Năm x bình này trừ 2 x y này cộng y bình này trừ x bình này trừ y bình này, nhớ là nhân cái dấu trừ vô nha. Trừ 4 x bình này cộng 5 x y này trừ 1 này 5 nè, trừ 1 là 4 nè, 4 trừ 4 hết nè. Trừ 2 y nè, với 3 x y nè, như vậy nó là bằng 5, 5 trừ 2 là 3, 3 x y nè, cộng x y cái này là hết nè, như vậy đây là trừ 1 nè. Ở đây x bằng 1 phần 2 thì mình suy ra y sẽ bằng 5 mình các em, bởi vì 1 phần 2 cộng 1 phần 2 cộng 5 bằng 6 phần 5. Như vậy đây mình thế số vào nó sẽ bằng 3 nhân cho 1,2 nhân 5 trừ 1. Đây là 6 nhân 3 18 bằng 17. Câu B. Câu B mình nhân vào các em. Câu B mình nhân vào. Câu B này mình nhân vào nó cũng tương tự như các em, mình nhân vào nó sẽ ra là trừ 18.
đó, nhân vào nó ra trừ 18 nha. Bây giờ thời gian nó dài quá thì còn quá, các em mà chỗ nào không biết thì hỏi dưới nha, thầy trả lời rồi trả lời. Cái B này nè, thì bằng 10x trừ 5x bình, đây nhân ra là trừ x bình này, trừ 9x này, trừ x này, trừ 9 này, 10 trừ 9 nó trừ 1 là hết. Và đây bằng trừ 6x bình trừ 9, như vậy cũng bằng trừ 6x bình cộng 9. Cái 6x bình cộng 9 này là nó luôn luôn lớn hơn 0. Sáu x bình nè lớn bằng không, nghĩa là 6x bình cộng 9 là lớn hơn 0. Như vậy suy ra trừ 6x bình cộng 9 là nó nhỏ hơn 0 với một x thuộc R đó. Còn cái biểu thức này là luôn nhận giá trị dương thì mình cũng khai triển như vậy, quy thế bằng 3x bình nè cộng x bình này, đây là trừ 4xy, và đây là trừ 12x cộng 4xy cộng 12x cộng 1. Cái này với cái này là mất nè, 12 với 12 này mất nè, và nó sẽ bằng 4x bình. Thì đây là số lớn hơn không với mỗi x thuộc R, x bình lớn bằng không, 4x bình thì lớn bằng không, và 4 bình cộng 1 thì nó sẽ lớn hơn không. Qua bài số 7, số 6, bạn Hạnh dự định cắt một miếng bìa có dạng tam giác, tam giác như này các em, lần lượt là cạnh là 8 và 6 cm. Sau khi xem xét lại, bạn Hạnh quyết định tăng độ dài cạnh góc vuông lên 6 cm này lên x cm, và độ dài cạnh 8 cm này lên y cm. Viết đa thức biểu thị diện tích phần tăng thêm của miếng bìa theo x và y. Thì cái diện tích này sẽ là 6 x 8 48 thì 2 là ra 24 cm vuông này. Được chưa? Và cái phần diện tích này sẽ là 6 cộng x nhân cho 8 cộng y chia 2. Mình nhân là 6 x 8 48 nè, 6 nhân y là 6y nè, 8x nhân 8 là 8x, mình x nhân y là xy nè. Nhưng mà 48 cộng 8 là 48 mình chia 2 là 24 nè. 6x chia 2 là ra 3y nè, 6y chia 2 là 3y nè, 8 với 2 là 10, 8 chia 2 được 4x nè, còn xy chia 2. Đây là 24 và đây là 24, như vậy cái phần tăng lên của nó sẽ là 4x cộng 3y cộng cho xy chia 2. Đó là cái phần tăng lên phần diện tích này nè. Đó. Là nó bằng đây. Rồi tôi qua bài cuối cùng. Khu vườn nhà bác Xuân có dạng hình vuông, hình vuông này nè. Bác Xuân dành một mảnh đất có dạng hình chữ nhật ở góc khu vườn để trồng rau. Viết diện tích của mảnh đất không trồng rau bằng là 475 mét vuông. Tính độ dài cạnh x của khu vườn đó. Như vậy cái khu vườn này á, diện tích của nó là x bình phương. Mình trừ cho cái diện tích này là nó sẽ ra 475 nha các em. Diện tích khu vườn này là x trừ 15 nhân x trừ 10. 15 nè. Nhân x trừ 10 nè. Rồi mình nhân vào.
x nhân x lấy bình phương, x nhân trừ 10 là trừ 10x, trừ 15 lấy thì trừ 15x, trừ 15 nhân 10 là 150. Giờ ta bỏ ra là trừ x bình cộng 10x cộng 15x cộng 150. X bình với x bình này là trực tiêu, 10 với 15 là 25. Này ta chuyển qua bên này, chuyển vế đổi dấu, như vậy là 25x bằng 625 và x sẽ bằng 625 chia 25 sẽ bằng 25x. Vậy các em học sinh lớp 8 thân mến, bài học số 2, bài các phép tính với đa thức nhiều biến trong sách giáo khoa cánh diều lớp 8, đây là hết rồi các em. Hãy chào tạm biệt tất cả các em và hẹn clip sau nha. Cái bài nào mà làm không được thì có dịp thầy sẽ làm lại nha, thầy sẽ đăng lên cho các em. Bye bye.